Rồi Đây đúng không thầy? kích vào cái chữ edit component trước đi đã, edit reseller component đi, đúng rồi. Rồi kích vào đó đi. Rồi, không có. Rồi bây giờ thử edit lại kia xem nào. Rồi, kích lại cái kia xem nào. Rồi define đi. Rồi. Nó hiện lên cái lỗi vậy này thôi. Rồi. Có bạn nào bị như thế này không? Em bị giống bạn luôn thầy. Ai nữa? Bị giống ta luôn thôi. Ai nữa? Em cũng bị vậy luôn thôi. Rồi, nếu bị giống bạn đúng không? Thì bây giờ mình xử lý nó bằng cách nào? Rồi, dừng đi. Rồi. Vào đây cho thầy này. Nếu bạn nào bị này. Vào trong cái ổ C tìm đến cái thư mục đó nha, tìm đến thư mục CMN. Đây. Ví dụ của thầy ở đây thầy đang dùng bản 1980 đúng không? Thầy ơi, thầy quay chậm lại một xíu không thầy? Nhìn nó kịp thế. Được chưa? Vào lại ổ C, vào thư mục cài đặt program file, được chưa? Được chưa? Dạ rồi thầy ơi. Tìm đến thư mục CMN, được chưa? Được rồi. Rồi. Vào trong NX, ở đây là thầy đang dùng bản 1980 thì để đến đây, em nào 1926, 1953 gì đó nó sẽ để ở đây, còn em nào dùng NX 12 nó sẽ để ở đây, NX 1926 thì chỉ để là NX thôi đúng không? Đó, kích vào đây. Chọn đến cái bạc. Chọn đến cái bạc. Tìm đến bạc. File bạc nha. Đây đây. NX bạc này. Được chưa? Được chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, tích vào. Thấy cái chữ Resource Library này không? Dạ rồi. Rồi, thư viện 2D của mình đây đúng không? Đây đúng không? Dạ rồi thầy. Tức là lúc nãy phần mềm báo là cái truy cập của mình là bị từ chối bởi vì mình không ghi đè lên được đúng không? Nó không cho mình can thiệp vào cái file hệ thống của nó đúng không? Được chưa? Thì bây giờ ấy, kích vào Rồi. đây. Kích vào đây được chưa? Chuột phải vào nó. Vào property. Được chưa? Được chưa? Được chỗ này Rồi. chưa? Chào rồi thầy. Rồi, vào trong cái security. Được chưa? Dạ rồi thế. Rồi. Tìm đến cái user admin này. Ở đây thế này, được chưa? Tìm đến cái user admin này. Xong chưa? Dạ rồi. Kích vào cái chỗ edit này. Dưới đây cũng tìm đến cái user admin này. Ở đây này, cái của các em này, cái từ permission này, for user có nghĩa là em cấp quyền cho cái người dùng ấy. Thì cái của em cái chỗ này này, cái chỗ mà từ chối này và cái chỗ cho phép trên địa chỉ này thì nó có full control và modify ấy, thì em tích vào hai cái ô đó. Ở đây thầy đã tích vào rồi. Các em có thấy cái của các em chưa tích vào không? Cái user này admin ở đây là tên máy nhá, tên máy của thầy tên là admin đúng không? Còn máy của các em này nó có thể là Tú, là Hải hay là gì gì đó thì các em đặt đó là tùy đó. Được chưa? Thấy chỗ này chưa? Tích vào ô này chưa?
Với cái việc như thế này thì mình sẽ cho phép là mình sẽ ghi đè những cái file lên lên trên này của file hệ thống của cái phần mềm nha. Được chưa? Dạ rồi. Rồi ok đi. Đấy, cứ ok đi, ok để cho nó chạy nha. Nhớ rằng trong property này này, bỏ cái dấu tích read only lên nha, bỏ dấu này đi, đừng có để cho nó cái dấu này. Để cái trạng thái này ở ở ô trống và sau đó apply nó cho nó chạy nha, thì nó sẽ xuất hiện dòng này nha, nó sẽ xuất hiện dòng này và ok cho nó chạy. Rồi quay lại phần mềm làm thử xem được chưa? Nhớ khởi khởi động lại phần mềm và quay trở lại làm xem được chưa?